Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay là một số talk show và chúng ta có một khách mời. Một khách mời không biết gì về nước Hoa cả. Xin phép được giới thiệu bản thân nhé. Vâng, xin chào các bạn, mình là Hoàng. Và mình hiện đang hoạt động trên nền tảng TikTok với hai kênh là Hoàng Thiếu Nhi và Lato AZ. Nếu như bạn để editor có thể chèn được hai cảnh cho mình thì ok nhé. Cảm ơn rất nhiều. Nghĩa là một người làm về đại khái là công nghệ. Dạ vâng, em. Và chủ yếu là Lato đúng không? Vâng ạ. Chắc là kênh của anh thì cũng có những người xem của em ấy, tại vì anh nhớ trên TikTok là có mấy anh kia mà anh tiết lộ khách mời sắp tới thì có nhiều người bảo là cũng xem kênh của em, đặc biệt là xem lúc chơi game. Thì rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm đến kênh của mình. Thì mình xin phép giới thiệu sơ qua một chút, thì mình làm chủ yếu là về công nghệ. Thì thật ra là em chỉ là bắt đầu từ laptop thôi, còn sau đấy thì cái kênh Hoàng Tiếng Nhi của em thì em sẽ gọi là làm nhiều hơn về những cái mảng công nghệ khác. Thì cũng rất là mong nếu như bạn nào chưa follow mình thì có thể follow mình, thì mình có thể gọi là có thể mang lại cho mình mình sẽ có thể mang lại cho các bạn những niềm vui đấy sau những giờ làm việc căng thẳng hoặc là những thông tin nếu như đang phân vân về laptop đúng không? Vâng. Nhưng mà hôm nay thì lại xuất hiện trên kênh của tôi. Về cơ bản thì Hoàng cũng có những cái gọi là tìm hiểu một xíu về nước Hoa để mua làm sao cho hợp lý, và tự nhiên bọn tôi nói chuyện với nhau bảo là hay là thôi mày lên kênh của anh đặt ra những cái câu hỏi. Và chúng tôi đã có một cái chủ đề rất là hay mà tôi đặt vui, đó là những câu hỏi gọi là ngây thơ, hay muốn nói đúng hơn đó là hơi ngu ngơ một tí. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ bóc trần những cái câu hỏi đấy của Hoàng, và chắc chắn đây cũng là một trong những cái video mà những người mới dùng nước Hoa sẽ thấy mình ở trong đấy rất là nhiều, đặc biệt là ở những câu hỏi của Hoàng, đúng không? Vâng, thì cũng rất là hy vọng là qua cái số podcast này thì em cũng sẽ được anh Kiên hay cũng như là những cái bạn nào mới chơi nước Hoa cũng có thể có cho mình được những câu trả lời. Thì rất là mong là hôm nay là sẽ được test hết tất cả cái đống này của anh. Hôm nay thì anh sẽ cố gắng vả thật nhiều những cái câu hỏi nó ngu ngơ kiểu như vậy. Vâng. Và video bắt đầu nhá. Intro nhá. Rồi ok, bây giờ đặt câu hỏi đi em. Vâng, thì em thì cũng trung bình người làm văn phòng thôi, thì cũng là một ngày đi làm 8 tiếng. Đấy thì ở trong những cái môi trường mà cũng có người dùng nước Hoa và không nước Hoa, nhưng mà chủ yếu là sẽ là những cái người gọi là không quan tâm hoặc là không gọi là tìm hiểu quá chuyên sâu về nước Hoa ấy. Thì bây giờ mình trước khi đi vào câu hỏi của em thì anh muốn hỏi rằng là em bắt đầu dùng nước Hoa từ bao giờ? Em thì bắt đầu từ khi xem anh là từ 2022. Thì lúc đấy gọi là tìm hiểu gọi là những cái chai nó phải gọi là phổ thông cơ bản nhất. Ví dụ như là Dior Sauvage này, rồi thì YSL này, Jack Club. Đó thì em hầu hết là em xem trên kênh của anh. Đấy thì em biết đến những chai đấy và em bắt đầu gọi là starter kit đấy. Những cái chai như thế. Cái mong cầu lúc đầu của mình ấy so với thời điểm hiện tại nó có sự khác nhau chưa? Có nhá, có thật ra là. Thì ban đầu thì nó như thế nào? Ban đầu thì em chỉ muốn là mình có một cái mùi nó thơm tho. Gọi là nó thơm tho, gọi là kiểu là nó cũng có một cái mùi hương mà để cho mình cũng như là người khác ngửi. Anh muốn hỏi cụ thể là lúc đấy em sẽ nghiêng về là mình hay là người khác? Mình anh ạ. Từ ban đầu cơ? Từ ban đầu. Vâng, từ ban đầu là em. Nên là em vẫn muốn tìm một cái mùi để phục vụ em trước. Vâng. Xong rồi mới đến số đông đúng không? Vâng, đúng rồi. Thì cái này là một cái khác nhá. Tại vì ngày trước đây ấy, thì có những người ta mới về nước Hoa, người ta muốn tìm một cái mùi hương để phục vụ những cái mục đích là làm hài lòng số đông hay là một đối tượng gọi là nhất định, như kiểu là mùi để làm sao để hấp dẫn được các bạn nữ. Đấy là những cái mùi mà người ta, em có thể xem những cái content ở trên những cái cộng đồng như kiểu là TikTok các thứ. Là mùi kiểu bad boy các chị em gửi một cái là thích ngay. Thì anh cũng khá là lạ, tại vì với một người mới dùng nước Hoa mà em đã có suy nghĩ rằng là em dùng cho bản thân em. Vâng. Thì đấy cũng là một cái khởi đầu, nó cũng khá là gọi là rõ rệt hơn so với số đông ở ngoài kia. Vâng. Thế thì bây giờ em có lựa chọn mùi như thế nào khác với ngày xưa ấy? Cách đây tầm 2 năm như nào? Cũng có, bởi vì là em lại bắt đầu cảm thấy là sau khi mình trải nghiệm những cái mùi nó phổ thông, nó gọi là đi đâu cũng đụng hàng. Đấy thì đấy là một cái vấn đề của em, tức là đi đâu cũng đụng hàng. Thì mình cảm thấy là bắt đầu mình cũng muốn gọi là phục vụ cả mỗi những người khác nữa. Thì bây giờ thay vì người ta gọi là chỉ ngửi thấy mùi hương của mình nó cũng giống như bao người khác, thì bây giờ em muốn là một cái mùi gì đấy nó không đụng hàng nữa. Thì bắt đầu là em muốn nâng cấp cái sự không đụng hàng lên cái sự khác biệt của mình nữa. Rồi ok, thì anh cũng muốn hỏi thêm, lấy thêm thông tin thôi. Dạ. Đó là em đang có những chai nước Hoa nào ở nhà? Vâng, thì hiện tại là đây trong cả những chai nào mà em hay xài? Vâng, hay xài nhất thì đến bây giờ em vẫn xài là Dior Sauvage. Thật ra là cứ nói là chai đụng hàng thôi, nhưng mà mùi nó vẫn ngon mà, tính ra mùi vẫn ngon mà, đúng không? Thì thực ra bị vì là ở cộng đồng Việt Nam ấy, những cái gì mà nó mới
thì thường nó rất là hấp dẫn. Vâng. Nhưng với những cái mà nó đã quá quen thuộc thì mọi người lại có xu hướng là underrated. Chê nó. Nó đang underrated. Mặc dù là nó tốt, nghĩa là nó tốt thì nó mới tồn tại một cái thời gian rất lâu ở trên thị trường. Em biết thì Osobat nó ra mắt rất là lâu ở rất nhiều những phiên bản khác nhau ở trên thế giới, người ta rất là recommend cho đấy. Vâng. Mùi hương cho đến phần hiệu năng của nó gần như là nó đáp ứng đủ các nhu cầu của một người dùng nước hoa cơ bản. Nhưng bây giờ thì nó ở Việt Nam thì nó bị chê. Vì cái phong trào dùng nước hoa ở Việt Nam thì nó cũng kiểu, đặc biệt là các bạn trẻ, nó bị nhanh chán. Luôn luôn tìm một cái mới lạ. Đúng không? Vâng. Thế là anh nghĩ là cái việc mà sử dụng Deosobat nó không có gì là sai cả. Vâng, với cá nhân anh luôn đánh giá đấy là một chai nước hoa rất là ok. Vâng. Đúng không? Với em cũng như vậy thôi. Thì ngoài ra thì em cũng có dùng thêm YSLY rồi là Jack Club đấy, như em vừa nói thì gần như là những cái chai mà phổ thông cơ bản, gió trắng nữa. Đó. Đấy thì những cái chai nó gọi là phổ thông cơ bản, ai cũng biết, ai cũng có thể xài, rất là dễ dùng cho các mục khác nhau. Thì đấy là những cái khởi đầu của em là cho đến bây giờ. Thì lý do hôm nay tại sao em có mặt ở đây, đấy là cũng muốn là nhờ qua anh Kiên. Và cũng em cũng sẽ là gọi là đại diện tiếng nói cho những cái bạn mà đã sử dụng những cái mùi phổ thông cơ bản rồi và muốn nâng cấp muốn... cái tầm mùi của mình lên. Đó. Thế bây giờ chốt lại câu hỏi của em là cụ thể như thế nào. Bây giờ ví dụ trong 150 ký tự, vâng, em hãy đặt ra một cái câu hỏi mà nó sẽ giải quyết được cái nhu cầu của em. Vâng. Thì anh sẽ trả lời cái câu hỏi đấy. Được rồi, thế thì em sẽ cần một cái mùi mà nó, thứ nhất là nó phải không đụng hàng. Rồi ok, không đụng hàng. Bám tỏa tốt. Rồi bám tỏa tốt. Đấy, rồi hai. Giá cả phải chăng. Giá cả phải chăng loanh quanh 3 triệu. Dưới 3 có triệu càng tốt. Càng rẻ càng tốt. Đúng rồi. Ừ. Đấy, em xin lỗi, nó hơi bị tố xích tí. Ừ, không sao. Đấy là nhu cầu mà mong muốn của mọi người. Thì em nghĩ là cái nhu cầu đấy đang có thể là tất cả những cái bạn có thể đang xem trên kênh anh Kiên cũng cũng có những nhu cầu đấy thì sao, đúng không? Đấy, mình thế nó có đa dụng không hay là nó sẽ vào một cái thời điểm nào đấy cụ thể? Có đa dụng thì càng tốt đấy. À, có đa dụng thì càng tốt. Vâng, đây là một trong những cái câu hỏi mà gặp rất nhiều trên kênh. Anh ơi, mùi nào đa dụng, giá rẻ, bán vào tốt mà lại làm sao mà xịt được gần như là 4 mùa? Đấy, thì nó là một cái những cái câu hỏi mà gặp cực kỳ nhiều ở trên kênh. Thực ra thì đúng ra là những anh nhận được những cái câu hỏi như này, đặc biệt ở trên TikTok ấy, là chắc anh hiểu. Hay một là anh sẽ vả thẳng mặt luôn. Đấy. Hai là anh sẽ kiểu YDP. Tại vì đấy là một chai nước hoa nó như kiểu là nó signature. Đúng rồi. Của kênh anh ấy, có nghĩa là mọi người cứ hỏi là chai nào ngon nhất của là chai đấy. Là chai đấy. Tại vì anh không muốn trả lời nhiều. Vâng. Anh hay nói vui là chai đấy là chai ngon nhất thế giới, ngon nhất vũ trụ. Nếu mà người ngoài hành tinh mà có mẹ tình cờ được tiếp cận YDP thì anh chắc chắn là nó sẽ luôn mang nó đi khắp cái vũ trụ ấy luôn. Tại vì nó quá ngon. Các ông có chê thế nào đi chăng nữa thì gần như là chai đấy anh đi phỏng vấn ai thích. Đấy là thứ mà mọi người cần. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ đi sâu hơn, phân tích, bóc tách, bẻ từng vế để cho có lẽ là Hoàng cũng như là những người xem mới, người ta sẽ có một cái góc nhìn. Có nghĩa là đấy là cái mong muốn của các bạn. Dạ. Còn cái mà các bạn bỏ ra, và thực sự rằng là mùi hương đấy khi các bạn lựa chọn, các bạn cần phải biết là mình nên có những gì, ưu tiên những cái gì và không nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi đến cái vế đầu tiên, đó sẽ là một mùi không đại trà. Dạ. Không, hay nói cách khác là không đụng hàng. Mùi đặc biệt. Mùi đặc biệt. Vâng. Thì anh sẽ giải thích cái vế này. Thứ nhất là cái không đặc biệt đấy là em tìm để không đặc biệt đối với trải nghiệm của em hay là tìm với không đặc biệt với số đông ở ngoài kia? Bây giờ thì cái mong muốn nó như nào? Ban đầu thì em muốn là phục vụ em, nhưng bây giờ em muốn phục vụ cho cả người khác nữa rồi. Tức là nó đang nâng cấp sang là... Có nghĩa là em đang dần chuyển biến từ cái việc là mùi em chọn bây giờ nó phải là không đụng hàng với những người mà mùi những ngoài kia. Đúng mặc. Rồi ạ. Đúng không? Có những người bắt đầu xung quanh em là mặc nước hoa rồi thì bây giờ em muốn khác biệt với họ nữa. Đúng rồi. Vâng. Cái này thì sẽ có một cái, đó chính là về cụ thể là cái môi trường khi mình đến ấy. Như em nói là làm sao mà đa dụng nhất có thể. Vâng. Nhưng mà em phải xác định rằng là gần như là em không thể mặc nước hoa 24/24 được, nó không như quần áo. Đúng không? Vâng. Thì em sẽ mặc vào một cái thời gian nào đấy, đa phần là thường là đi làm. Dạ. Với những bạn trẻ đâu đó tầm 22-23 tuổi đổ ra thì các bạn sẽ mặc nước hoa để đi làm và đi chơi. Thì cái vấn đề là ở xung quanh em, khi cái môi trường em đến và em sử dụng nước hoa nhiều nhất ấy, thì có nhiều người sử dụng nước hoa không? Gọi là có nhỉ? Cũng có. 10 người thì khoảng 10 người thì thật ra khoảng 7 người. 7 người. 7 người. Như thế là một môi trường mà anh nghĩ là cũng khá là trẻ trung. Vâng.
nên là các bạn trẻ nhiều khả năng Gen Z. Em làm việc với Gen Z rất là nhiều. Thế là khả năng chi tiêu cho mảng làm đẹp cũng khá là nhiều đúng không? Thì cái môi trường đấy thì các bạn có thể cất nhắc một vài cái lựa chọn nó tránh quốc dân hơn. Nhưng mà đây anh muốn gửi gắm cho những người mà xem kênh của anh mà các bạn cũng đang tìm một cái mùi mà gọi là không đại trà. Thực ra là các bạn cần phân tích đó chính là cái nơi các bạn đến ấy, mặc nước hoa nhiều nhất ấy, có nhiều người xịt nước hoa không? Tại vì có những bạn trẻ 18 tuổi nó còn đang đi học, hoặc là có thể là những bạn 20 nhưng mà bạn làm ở trong một cái môi trường mà đa phần là bạn đi làm thêm, một cái môi trường mà nó không cần thiết đến mùi hương, thì xung quanh các bạn ấy có 10 người có khoảng là 1-2 người xịt nước hoa. Thì cái vấn đề lúc đấy chúng ta sẽ phải lựa chọn tìm những cái mùi hương nó không nhất thiết là phải quá đặc biệt. Tại vì em biết thôi, ví dụ như kiểu tất mọi người đều đang dùng con MacBook hoặc là dùng iPhone này hả? Em dùng con Samsung là em đã kiểu khác biệt rồi. Ít nhất là em không thể nào dùng những cái phần mềm chung của nhau được đúng không? Thế nên là cái việc mà lựa chọn nó rất là phụ thuộc vào cái vấn đề là xung quanh chúng ta có nhiều người xài nước hoa hay không? Đó. Và những cái người đấy nếu mà mình thường xuyên tiếp cận với những người dùng nước hoa ở xung quanh ta thì mình cũng có thể là biết được là cái nhóm mùi người ta sử dụng là gì để mình có thể tránh đi. Còn những cái người tư vấn như bọn anh thì bọn anh không thể nào biết là xung quanh em là những người như thế nào. Tức là nó sẽ bị thiếu thông tin. Đúng rồi. Em muốn nhận được một cái sự tư vấn, một cái câu trả lời nó gần nhất, chính xác nhất thì em phải cung cấp đủ thông tin nhất dành cho mọi người. Đúng không? Thì cái môi trường của em thì họ cũng sử dụng những cái mùi nó đại trà như em thôi. Tức là cũng đi qua đi lại thì vẫn là Dior Sauvage, không EDP thì là EDT. Đấy, không ra club thì cũng là YSLY. Thế là cái môi trường của em sẽ là một cái môi trường có đa phần những người dùng nước hoa. Vâng. Nhưng mà những người dùng cơ bản thôi. Cơ bản. Thì em đang muốn thoát ra khỏi cái sự cơ bản như thế. Thì cái yếu tố thứ hai ở đây chúng ta sẽ cần phải nói tới, đó chính là về cái, chắc là anh nghĩ rằng là hiệu năng đúng không? Vâng ạ. Cái mong muốn đó là hiệu năng của Hoàng là hiệu năng. Em mong muốn cái hiệu năng như thế nào ở một cái môi trường mà em xuất hiện nhiều nhất là môi trường văn phòng? Vâng, thì ra là nói bây giờ nói bám tỏ tốt cho anh Kiên mắng mất. Nhưng mà đúng là em mong muốn như thế. Ừ, thực ra thì ai cũng mong muốn bám tỏ tốt. Ai cũng mong muốn một chai nước hoa làm sao mà xịt một lần mà một tuần nữa không phải xịt. Đúng rồi, kiểu vậy. Đấy. Nhưng mà yên tâm em ạ, các hãng người ta không bao giờ cho em cái lựa chọn mà mùi đã ngon mà hiệu năng lại còn kinh khủng cả. Tại vì như thế thì bao giờ em mới quay đầu mua lại một sản phẩm đúng không? Vâng, đúng vậy. Đấy là cái yếu tố chắc chắn 100% luôn. Vâng. Nó như kiểu mà em làm trong cái mảng đồ công nghệ máy tính ấy. Vâng. Thì có những cái chân chip nó đi chung với cái main giống nhau, socket giống nhau đúng không? Vâng. Nó không thể nào em lắp lệch được cả. Đúng rồi. Đấy là cái điều bắt buộc. Và cái chip đấy, cái main đấy thì ở một cái mức giá thì em có thể hỗ trợ cái RAM nó đến một cái bit nào đó thôi. Đúng rồi. Chứ nó không thể nào lên được hẳn cao hơn cả, hoặc là đôi khi nó chỉ có hai cổng SSD thôi. Còn muốn ngon hơn thì phải bỏ thêm tiền nâng cấp. Muốn ngon hơn thì phải bỏ thêm tiền đúng không? Nghĩa là em phải bỏ ra. Vâng, phải chứ bỏ người thêm ta chỉ ra. Có thể cho em được đến như vậy thôi. Vâng. Thì cái hiệu năng cũng là một cái mà anh cũng rất là muốn truyền tải ở trong cái video này, đặc biệt là những bạn làm văn phòng. Đó chính là cái câu chuyện làm văn phòng chúng ta cần một mùi tỏa tốt hay lưu tốt. Vâng. Đấy. Theo em nghĩ nhỉ? Thế thì em sẽ chọn lại về đó là lưu tốt thì hơn. Nó sẽ nên là lưu tốt. Ừ, em không cần một cái mùi tỏa quá tốt. Vâng. Tức nhưng là ý là cái... em sẽ mong muốn một cái mùi mà sáng ra em xịt thì đến chiều nó vẫn sẽ còn thoang thoảng nhẹ mùi ở trên da. Vâng, vâng. Tại vì đây cũng là một cái mà chúng ta cần làm rất rõ với nhau. Vì đa phần ấy, những cái mùi hương mà tỏa tốt trong môi trường văn phòng nó sẽ gây cái cảm giác khó chịu. Vâng, đúng rồi. Anh chỉ nói đơn giản thôi là ví dụ ngày xưa anh đi làm ở cũng làm ở nhà nước. Có những bà chị bà xịt những cái mùi mà cảm giác là người ta xịt quá nhiều đến mức là người ta lờn mùi. Và rồi người ta cứ xịt nó liên tục thật là nhiều hơn để người ta ngửi thấy cảm giác nó như kiểu một con nghiện ấy. Vâng. Nên là tôi chơi vào buổi sáng rồi thì đến buổi chiều tôi lại thèm, tôi lại chơi thêm buổi chiều, đến tối tôi lại chơi thêm, nên tự nhiên là tần suất nó tăng hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái những cái người xung quanh ấy thì người ta sẽ cảm nhận được cái mùi hương này rất là rõ. Và đặc biệt là ở trong môi trường văn phòng, chúng ta làm việc ở trong một cái không gian hẹp. Và đa phần là đồng nghiệp chúng ta sẽ có những người thích và những người không thích. Thì cái việc đấy nó sẽ gây khó chịu cho những người xung quanh. Mình thử đặt vị trí của mình vào một cái người mà mình ngửi một cái chai mà mình không thích. Mà từ sáng đến chiều
xong rồi đang chậm deadline nữa thì rất em là thử cảm nghĩ như nào. Vâng ạ, vâng. Thì cũng em đã từng nghĩ đến cái việc này rồi, nhưng mà đấy, mình đã đang gọi là chơi mùi hương rồi thì chắc là em sẽ phải đi qua cái giai đoạn đấy nữa. Đúng rồi. Đấy, phải bắt buộc phải đi qua cái giai đoạn mới như thế thì bắt đầu dần dần thì thế em mới chọn lọc được là cái gì em cần để em mang theo, cái gì em có thể bỏ qua. Thì cái việc mà lựa chọn những cái mùi mà lưu tốt ấy thì hiện tại thực ra thì cái độ bám và độ lưu thường nó hay đi chung với nhau. Vâng. Nghĩa là những cái chai mà lưu tốt thì đa phần nó tỏa tốt. Nó cũng sẽ tỏa tốt. Thì cái vấn đề này nếu như mà mình lựa chọn những cái chai phổ gọi là phổ thông hoặc là ít phổ thông ở trên thị trường, vâng, thì đa phần cái này nó đi với nhau. Và cái này mình có thể khắc phục được, đó là mình có thể lựa chọn những cái mùi lưu tốt nhá, tỏa tốt, nhưng mà mình có thể xịt trước khi mình đi ra khỏi nhà hoặc trước khi mình đến cái nơi văn phòng thì là mùi nó sẽ giảm nhẹ hơn rồi. Thì nó sẽ, tại vì mùi hương ban đầu không ban đầu nó tỏa rất là tốt, những cái mùi mà lưu tốt thì thường là ban đầu nó tỏa tốt. Thế em có thể giải quyết những cái vấn đề đấy, đặc biệt là với những bạn nhá. Ở đây mình cũng nói câu chuyện là có cái chai MFK 540 Baccarat ấy, màu đỏ ấy. Đấy là một cái chai lưu rất rất tốt. Đấy, cái trải nghiệm trước đây của mình là chai đấy lưu rất tốt và nó cũng tỏa rất tốt. Nhưng mà mình có một người chị thì mình thấy rằng là chị ý cũng rất là một người tinh tế, tại vì chị làm trong một cái môi trường văn phòng nó cũng soi mói nhau làm sale. Vâng. Thế nên là chị ý có một thói quen là chị xịt nước hoa từ tối ngày hôm trước. Ủa. Chị ý soạn ra một bộ quần áo, chị là lượt nó phẳng phiu, chị xịt nó lên quần áo từ ngày hôm trước. Và đến ngày hôm sau, khi mà buổi trưa ngày hôm sau anh đi cà phê với chị ý, thì anh biết là đấy là mùi 540, nhưng mà anh khá là bất ngờ là mặc dù thời tiết nó cũng nắng nóng nhưng mà mùi nó vẫn rất là dễ chịu. Thì đấy là một cái cách giải quyết, là nếu như đấy, em chưa tìm được những cái mùi hương nó phù hợp ấy, cái độ bám tỏa làm sao mà nó đáp ứng được cái nhu cầu văn phòng ấy, thì em có thể dùng những cái mùi mà nó lưu tốt và nó tỏa tốt mà em có thể xịt từ ngày hôm trước hoặc là xịt là trước khi đi ra ngoài. Đấy là một cái trick khá hay đó. Chứ mình mà kiểu vừa mới xịt xong cái mình lao vào văn phòng luôn, hoặc là kiểu có nhiều ông đến văn phòng mới xịt, tại vì sợ đi xe máy gió bay. Và đôi khi là chính bản thân mình lúc mà mới xịt ra cũng cảm thấy nồng nữa. Cũng cảm thấy nồng. Và nó sẽ là một cái cảm giác gây lờn mùi luôn. Thì đấy là cái trải nghiệm của em. Ngày trước đây khi em trải nghiệm cái bắt đầu chơi nước hoa là chơi Dior Sauvage, thì em cũng gặp cái trường hợp tương tự như là cái trường hợp đầu nói. Đã gặp ai là phản ánh là mùi của em nồng quá? Có. Bởi vì là sao? Em xịt một phát là mùa hè các bạn ạ. Mình xịt là phải 5-6 shot mà mình vẫn không cảm thấy được mình đang mặc nước hoa. Cho đến khi mình đi ra, mình đi xe máy ra ngoài đường và người ta nhìn mình, lúc đợi đèn đỏ thì không hiểu tại sao hôm nay mặt mình có cái gì nhỉ? Thì ra không phải, cho đến lúc em đến cái nơi điểm đến và người ta nói sao mày xịt hoa nồng thế, và em mới phát hiện ra là em không ngửi thấy gì trên người mình. Thì đấy chính là một cái mà có lẽ là mình có thể gọi là lưu ý những cái bạn mới chơi, cũng như là anh Kiên cũng nên lưu ý những người mới chơi, là lúc mà chúng ta bắt đầu chơi nước hoa chúng ta sẽ rất ham, như em là em một người rất ham xịt mùi đấy, để cho làm sao mình phải ngửi thấy. Đấy, tức là em phục vụ em mà đó, cho nên là em phải ngửi thấy, nhưng mà cho đến lúc mà mình không ngửi thấy nữa thì lúc đấy là có vấn đề rồi. Thì là cái câu chuyện ở đây anh cũng phân tích cái vấn đề tại sao mà nhiều mùi hương các bạn xịt một thời gian các bạn không ngửi thấy mùi rõ. Thực ra thì ở trong cái việc kinh doanh nước hoa làm PR, họ thường nói là mùi thoát ẩn thoát hiện. Nhưng mà về cơ bản thì không phải là như vậy. Cái não bộ của chúng ta nó có một cái, đó chính là chúng ta luôn luôn cố gắng thích nghi. Con người là một loài động vật bậc cao và họ có khả năng thích nghi cực kỳ tốt. Em có thể uống nước hàng ngày, uống 2-3 lít. Nhưng mà em có thể uống giảm cái số đấy, em có thể uống khoảng tầm nửa lít trong một ngày cũng được. Em có thể ăn một ngày 3 bữa nhưng mà em có thể nhịn 3 ngày không ăn gì cũng được. Đấy là cái sự thích nghi rất nhanh của con người. Thì nó đồng nghĩa với cái việc đó là khi mà em xịt nước hoa ấy, thì dần dần cái não bộ của chúng ta nó phân tích. Lúc đầu khi em xịt, cái trải nghiệm của em nó rất là rõ, nó kích thích đến mọi giác quan. Nhưng mà khi mà mùi hương đấy nó trở thành một cái thứ mà em mặc hàng ngày rồi, thì tự nhiên em lại thấy rằng là em không còn chú ý đến nó nữa. Não bộ của chúng ta không chú ý đến nó nữa và sẽ để ý đến những cái ở xung quanh. Vì theo như anh đọc về tâm lý học cũng như là về phân tích não ấy, thì chúng ta sẽ có một cái đó là chúng ta luôn luôn cảnh giác với những thứ mới lạ để xem là nó là thứ an toàn hay là không an toàn, để chúng ta đưa ra những cái phản ứng nó phù hợp. Nó giống như kiểu đi vệ sinh, em vào một cái nhà vệ sinh nó rất khai, nhưng mà em chỉ cần ngồi đấy 5-10 phút thôi, không phải là mùi khai nó biến đi, mà là về cơ bản là em đã quen với cái mùi hương đấy. Nó không phải là một cái mối nguy hiểm đối với cá nhân em, thì em quen. Nhưng mà tự nhiên một ông khác đi vào, ồ nhà vệ sinh không ai dọn là khai thế. Đấy, thì đấy là cái của não bộ của chúng ta. Thì cái giải quyết cái vấn đề này nó cũng rất là đơn giản thôi, đó là đôi khi chúng ta nên có cho mình 2-3 mùi hương để mình đổi.
tránh cái việc là mình sử dụng liên tục hàng ngày nó sẽ tốt hơn, lờn mùi. Vâng. Hoặc là em có thể hỏi những người xung quanh như kiểu người yêu. Vâng. Bảo là ông anh chị mùi này anh thấy có vài người ý kiến, em còn ngửi thấy mùi của anh không? Thì người yêu em sẽ là một người tự nhiên ngửi một cái mùi mới thì người yêu em sẽ feedback cho em cái chuẩn nhất. Đó thì bạn người yêu em thì cũng gọi là bây giờ là nóc nhà to lắm rồi cho nên là gần như là mọi thứ là quyết định là do bạn đi hết. Thì bạn ấy có nói với em một cái là em có cảm giác như là mùi của anh cũng bị đụng mùi với khá nhiều người. Mà trong khi đó anh cũng đâu có phải là ít hoa đâu. Thì đấy là một cái em cũng rất là băn khoăn là bởi vì ok, mình có vài mùi rồi nhưng mà ở ngoài kia cũng nhiều người giống như thế. Thế thì nó càng cộng cho em cái gọi là cái quan điểm để em bắt đầu thay đổi. Đấy là một cái mà gọi là những tập đoàn và những thương hiệu rất là mong muốn. Nên là làm sao cho nó một cái mùi hương của tôi nó càng trở nên hot, phổ thông. Và rồi con người luôn luôn có cái xu hướng là cá nhân hóa nhiều. Và rồi người ta sẽ tìm đến những cái lựa chọn nó đặc biệt hơn. Thế ai em tìm cái lựa chọn đặc biệt rồi tự nhiên mùi đấy nó cũng sẽ trở thành quốc dân thôi. Đúng rồi. Thì bây giờ cái vế mà anh muốn hỏi lại đó là dạ. Những cái trước nó là cái mong muốn của em. Nhưng mà cái mà em có thể bỏ ra nó như thế nào? Chúng đang hay nghe câu là tiền nào của nấy đúng không? Ví dụ như kiểu ở trong một con MacBook hay là trong một con laptop chẳng hạn. Em có thể có một cái cấu hình mạnh nhưng mà em phải xác định một vấn đề là nó có thể nặng hơn. Vâng. Nó có thể nhiệt độ cao hơn khi em chơi game đúng không? Nó không thể nào bằng một cái máy PC để em để một chỗ rồi, được. Chính xác. Thì đây buộc chúng ta phải gọi là đánh đổi cái gì đấy, một cái gì đó để đánh đổi. Chung quy lại vẫn là đánh đổi thôi. Thì theo em nhớ là cái mức giá của những cái chai quốc dân kia nó sẽ cũng rơi loanh quanh vào 2.5-3 đồng. Thì em gọi là thôi mình chấp nhận gọi là mình dướn lên một tí nữa. Dướn thêm một tí. Em nghĩ là được anh ạ. Đấy cũng là cái điều mà Som Đức Hòa, Som Đức Hòa rất thích. Đặc biệt là mấy ông bà máy tính ra họ upseller. Upsell đấy, ra kiểu em đang có 10 triệu em tìm con laptop chơi game. Rồi lúc sau đi ra thấy cầm con 18 triệu. Em khoảng 10 triệu mà. Vâng, cái trường hợp đấy không hiếm, trường hợp đấy rất không hiếm. Đúng rất không? Nhiều. Em cũng bị cũng là gọi là mình là nạn nhân luôn. Mình là nạn nhân à? Thế mình đã cho bao nhiêu người thành nạn nhân rồi? Thật ra thì kỹ năng bán hàng của em không tốt lắm, gọi là kiểu là em nói chuyện với những người biết rồi thì sẽ nhìn sẽ gọi là mọi người sẽ gọi là biết thêm những cái bởi vì là mình được trải nghiệm nhiều hơn. Nhưng mà với những người gọi là chưa biết thì mình sẽ rất là khó để dẫn họ vào. Đấy thì cái văn của em không tốt lắm. Thì bình thường nhá, như kiểu anh thấy em hay like dạ, ở bên những kênh laptop thì khi mà em gặp những cái câu hỏi nó kiểu em muốn một cái laptop nó mỏng kiểu nhẹ, chơi game tốt, hiệu năng ok, không nóng mà lại còn thương hiệu nhưng mà giá thành em có 10 triệu thì em sẽ luôn. Giải quyết nhỉ? Em mắng luôn. Em lại mắng giống anh à? Em mắng luôn. Thì hôm nay là em cũng xác định tinh thần là hôm nay mình sẽ là một cái người mà bởi vì như các bạn thấy thì mình không gần như là không biết quá nhiều về nước hoa. Thế cho nên là mình sẽ cũng phải trên một cái tâm thế là một người không biết gì đến đây gặp anh Kiên giống như là một master trong ngành nước hoa. Thế cho nên là mình đã chấp nhận khi đến đây bắt đầu bước chân vào cái cánh cửa này, bước chân vào cái ghế này, cái camera này mình đã xác định. Thế ok, bây giờ hôm nay em chấp nhận bị ăn chửi. Bây giờ anh đóng bài đấy, anh hỏi ngu. Dạ vâng. Anh biết đấy là một câu hỏi ngu. Dạ. Thực ra những cái gì anh không biết thì thường là anh đặt niềm tin, nghĩa là anh đã có một cái thời gian làm việc ở bên mảng nước hoa này rồi và dạ. Anh biết là những cái câu hỏi như thế nó rất là ngu. Nhưng mà thỉnh thoảng anh cũng đi hỏi ngu. Mặc dù là tao vẫn mong muốn nhiều lắm, nhưng mà tao chỉ có từng đấy thôi. Thì ví dụ như là nếu như em chửi thì ok, nhưng mà em sẽ giải quyết vấn đề đấy cho các bạn như thế nào? Em cũng sẽ phân tích như anh, là em sẽ phải phân tích xem là bây giờ cái nhu cầu của bạn là gì trước. Tất nhiên là khi một người đã có mong muốn tìm một cái đồ này thì chắc chắn là họ sẽ phải phục vụ cho cái mục đích gì đấy đúng không anh? Đấy, thì mình phải hỏi xem cái nhu cầu của họ là gì. Đó, sau đấy thì mình sẽ đi chi tiết từng thứ một, là thứ nhất là cái nhu cầu, cái khả năng chi trả. Đó, thì mình sẽ giải quyết hai vấn đề đấy. Và đồ công nghệ thì nó cũng sẽ có những cái gọi là đồ cũ và đồ mới. Nếu như mà bằng một cái khả năng chi trả đấy thôi, nhưng mà nếu như ra ngoài mình kiếm đồ cũ cũng có. Đó, thì mình sẽ giải quyết từng thứ một. Giải quyết từng thứ một. Có nghĩa là sẽ đưa ra cho người ta những cái lựa chọn. Và để cho người ta lựa chọn. Nên là xem người ta là chấp nhận cái vấn đề đúng gì. Bạn có thể mua hàng new tự tay bạn bóc xin, nhưng mà bạn sẽ phải bỏ thêm tiền đấy. Còn nếu như là bạn ít tiền thì bạn có thể mua hàng cũ, nhưng mà bạn sẽ phải gặp rủi ro là về vấn đề bảo hành, hoặc là bạn lựa chọn những cái option nó thấp hơn một tí, đúng không? Tức là hạ nhu cầu của mình xuống. Tại vì là thường những ông mới hay xem video review á, xem tung hô lên tận mây xanh, xem kiểu là video test game các thứ ấy. Đấy kiểu cấu hình khỏe rồi FPS cao là thích. Trước đây tôi bị một cái là tôi đi mua VGA cao vãi, xong rồi tôi mua nguồn thấp tẹt.
đấy, thế là xong rồi đéo kéo được nó cháy. Đấy cũng là một vấn đề, đấy là một vấn đề rất lớn anh em gặp về công nghệ, nhưng mà thôi mình không nói về công nghệ ở đây, mình đang nói về nước hoa. Thì đấy, cái câu chuyện về nước hoa là cái khả năng chi trả là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Vâng. Vì là có những người người ta mong muốn cực kỳ nhiều. Nên là nếu mà để lên bàn cân là nó lệch luôn, mà thậm chí là cái bên còn lại nó bay luôn. Nó không có một cái sự cân xứng. Thì cái này thực ra là các bạn chỉ cần xác định được là cái mong muốn của bạn nó chi tiết và cụ thể. Vâng. Ví dụ như kiểu như em muốn mùi bớt đa dụng hơn, hay là bớt bớt quốc dân hơn. Vâng. Thì là cái tệp đấy thôi, là tự nhiên em đã có vòng tròn của em đã thu nhỏ lại. Vâng. Cái thứ hai là em muốn một cái mùi nó lưu tốt thôi. Vâng. Nó không cần phải tỏa quá đâu. Thì cái vòng tròn của em càng ngày nó càng bé lại. Vâng. Thì cái mục tiêu, cái tâm của em nó sẽ rõ ràng và nó sẽ chính xác hơn. Thì cái vấn đề là cái khoảng tầm 3 triệu đấy thì có khá là nhiều những cái thương hiệu. Nhưng mà nó còn một cái nữa nha. Dạ. Là 3 triệu đấy em mong muốn designer hay nip. Đấy là một cái mà mọi người rất hay gặp. À, thế thì cái này thì đây cũng là một cái băn khoăn của em từ đầu. Thì em xin phép hỏi ngược lại anh Kiên, thì anh có thể phân tích cho em cũng như là những cái người mới chơi hiểu được thế nào là designer hay là nip không? Bởi vì là em cảm thấy như là hình như hai cái khái niệm này đang bị đánh cháo ở thời điểm hiện tại, thậm chí là ở Việt Nam bị đánh cháo khá nhiều. Để thứ nhất là để có lợi cho cái mặt bán hàng cho những cái seller. Thứ hai nữa là về cái khái niệm này thì theo em hiểu thì dường như nó ngày càng không còn đúng nữa. Thì không biết theo Kiên như nào. Cái này thực ra thì có một cái số talk show mới nhất rồi. Như là có phỏng vấn một cái người làm trong lĩnh vực mùi hương 15 năm rồi. Một cái tập đoàn cũng khá là có tiếng ở trên toàn cầu. Thì mình sẽ để cái đường link ở đây để cho các bạn, nếu các bạn xem lại. Thực ra ấy, cái khái niệm đấy ở Việt Nam có nghĩa là cái phong, cái xu hướng, cái trend ở Việt Nam để cập nhật liên tục, thay đổi mới liên tục. Nhưng những cái định nghĩa đấy nó bị đóng khung và nó bị không cập nhật. Gần như là nó như kiểu bản win em cài ngày đầu. Em chơi game mới thì em update liên tục, nhưng cái win đấy em vẫn không thế, chơi không có à, em không update, nó cũng không hỗ trợ những cái cần thiết nữa. Thì cái việc mà chúng ta ở đây là chúng ta cần phải làm rõ hơn, là anh cũng muốn nói ở đây chỉ tóm gọn lại một cái vấn đề, đó chính là designer với nip thực sự nó không quan trọng. Vì bây giờ ranh giới đấy, cái ranh giới giữa designer với nip ấy, về cơ bản nếu như đánh giá ở trên cái trải nghiệm về mùi hương, nó sẽ là cái sự mượt mà, cái sự biến chuyển mùi hương. Nhưng những cái thương hiệu designer như kiểu Tom Ford, như kiểu Versace, như kiểu Chanel và Dior, họ đều có những phân khúc cao cấp. Và những phân khúc về cao cấp nó thậm chí rằng nó còn tốt hơn những cái thương hiệu nip. Và bây giờ nip nó cũng có những cái thương hiệu mà nó ở phân khúc giá rẻ. Loanh quanh khoảng tầm 2 triệu. Tại vì em phải hiểu là nếu mà làm mảng thị trường ấy, thì người ta làm sao để đánh chiếm tất cả các mảng. Không ai dạy gì, người ta chỉ chơi mảng trên, mà người ta không có những sản phẩm làm mảng dưới. Và những ông mảng dưới dần dần ông cũng muốn là đánh lên cái mảng trên. Đấy, thì cái vấn đề ở đây đó chính là anh nghĩ là chúng ta không cần quan tâm quá nhiều về vấn đề nip và designer. Tại vì về cơ bản nó không như cái laptop là em có thể nhìn cái đèn LED RGB rất là đẹp, đúng không? Nhưng mà cái mùi hương em chỉ có thể cảm nhận bằng mũi thôi. Và cái chai nước hoa thì em luôn luôn để ở nhà, em không cầm nó ra. Em ví dụ em xịt xong em cầm nó đến giữa accessory ta xịt Rosé Laser này xịn không, nip đấy nhá, cao cấp đấy. Em không bao giờ làm cái việc đấy cả. Vì thế thì những cái người xung quanh em, người ta cũng chỉ trải nghiệm cái mùi hương đấy trên người em thôi. Vâng. Người ta sẽ không biết cái mùi gì. Đó. Thì đấy là một cái vấn đề là mình nghĩ là các bạn là một người dùng cơ bản, các bạn đi mua, các bạn không cần quan tâm cái vấn đề là nip hay designer cả. Đúng vậy. Các bạn cần xác định những cái yếu tố mùi hương của bạn, bạn muốn mong muốn một cái mùi như nào. Cái thứ hai là cái phần hiệu năng, và cái thứ ba là cái khả năng chi trả không. Vâng. Thì cái khoảng tầm 3 triệu nhiều. Rất nhiều. Bạt ngàn đúng không anh? Bạt ngàn. Wow. Đó. Thì cái này anh cũng muốn hỏi thêm để có thể đưa cho em một cái lựa chọn. Ví dụ như kiểu ở trong môi trường văn phòng như em nói. Vâng. Là đa phần là chắc là Dior, Sauvage, Blur de Chanel đúng không? Vâng. Loanh quanh những lựa chọn đấy, nhưng mà em bây giờ đang có xu hướng là tìm những mùi như thế nào? Vâng. Em thì lại đợt vừa rồi em lại có đi mua nước hoa cho người yêu em. Thì thế nào lại hôm đấy mình ngồi like xem TikTok của anh Kiên các bạn ạ. Đấy, thế là bây giờ em đang muốn tìm một cái chai nước hoa cho nữ. Đấy, cái vai nó giống Dazzle 13. Đấy, nó lại hơi thơm thơm nhưng mà nó lại khác đi một tí. Thì anh có lựa chọn nào không? Thì anh Kiên mới tư vấn cho mình con Le Papier của nhà Diptyque. Thì thật ra là đấy là cái chai đầu tiên, đúng nghĩa là mình biết đến Diptyque là cũng vì anh Kiên thôi. Đấy là anh Kiên chỉ mua, mày mua thì mua đi, thế là mình mới mua.
thì mua về xong là mình dùng nhiều hơn người yêu mình. Thế là tự nhiên em nhận ra là hình như em lại đang thích cái vibe kiểu nó nhẹ xạ. Nhàng sạch sẽ, sạch sẽ. Em không biết phải là xạ không nhưng mà nó nhẹ nhàng, nó sạch sẽ. Đấy thì nếu như bạn nào mà gửi A13 rồi thì đấy cái kiểu mình muốn nó là như vậy. Và nó sẽ, em nghĩ là trên thế giới cũng sẽ có nhiều hãng nó làm kiểu như vậy nhưng mà nó sẽ khác đi nhiều đúng không anh? Đúng. Đấy, nó sẽ nhiều hãng nó làm. Thực ra thì cái vấn đề về những nhà diptych ấy là một trong những cái nhà hương thứ nhất là đến từ Pháp. Cái thứ hai là về cơ bản cái concept làm mùi của họ thì cũng hướng tới một cái vai khá là hợp với những người châu Á. Ví dụ như kiểu Hàn Quốc và Nhật Bản, cái xu hướng xài nước hoa của họ là những cái mùi nhẹ nhàng. Vâng. Rất nhẹ nhàng và có độ tỏa rất là vừa phải thôi, để không gây khó chịu cho những người xung quanh. Cái đấy nó liên quan đến cái sự phát lịch sử phát triển xã hội của họ. Vâng. Em cứ để ý là bên Nhật này, nếu mà em có dịp thì ở bên Nhật nó có những cái thương hiệu như Jomalone, Baido, Diptych, Nicolai, đấy đều là những cái thương hiệu mà họ bán rất chạy. Nhưng ở thế giới những thương hiệu đấy nó không chạy. Châu Âu nó có xu hướng là tìm những cái mùi hương nó bám tỏa tốt. Nó tỏa mình mạnh mẽ luôn như kiểu Dior Sauvage ấy. Cho do khí hậu. Đúng rồi, một phần do khí hậu và một phần do cái người ở phương Tây họ cũng muốn thể hiện bản thân nhiều hơn, đậm đà. Đấy, còn người châu Á thì lại có xu hướng là nhẹ nhàng hơn. Thì cái về cơ bản anh đánh giá về Diptych rất là phù hợp với người Việt. Vâng. Thì khi mà em hỏi con đấy thì anh bảo là thôi mua Le Papier đi. Vâng. Le Papier thì cũng có thể đánh giá rằng một trong những chai gọi là sáng tạo gần đây của nhà Diptych để bám theo trend của thị trường. Tại vì là trend của thị trường trong vài năm đổ lại đây thì nó là những cái tông mùi xạ, sạch sẽ, ngọt, nhẹ nhàng, unisex, cả nam lẫn nữ đều xài được. Đấy là cái trend. Và nhà Diptych đối với anh thì cái sản phẩm Le Papier là một trong những cái sáng tạo mà nó có cái xu hướng bám theo trend. Mặc dù trên góc độ người chơi thì Le Papier với anh nó là một cái sáng tạo không tốt, mất đi cái chất của Diptych. Nhưng mà kinh doanh mà. Vâng. Chúng ta phải biết bám theo thị trường. Đó, thì Le Papier là một trong những sáng tạo như vậy. Nên là khi mà giới thiệu cho Hoàng cái Hoàng thích, nó chuyện rất bình thường. Thì đấy là cũng là một trong những cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là nếu như các bạn nào cần một cái mùi sạch sẽ, nhẹ nhàng, bám tỏa tốt mà kể cả các bạn mà không mùa hè cũng được nhá. Chính ra là em thấy vào mùa hè nó mới hợp đấy cả. Ừ. Bởi vì là em dùng nó đi làm kể cả là đi chơi ra ngoài em với người em xịt cùng nhau luôn mà. Mùi nó rất là nhẹ nhàng, cơ bản basic. Cho nó không có cái gì nó quá là phức tạp hay là cầu kỳ gì cả. Rồi. Mà em có thể mặc được rất nhiều dịp với rất nhiều outfit khác nhau. Chỉ có một cái vấn đề là cái chắc là hình như là Diptych em cảm thấy là kiểu bám tỏa hơi cái hiệu năng của nó thì đấy anh bảo là tại vì nó phù hợp người châu Á thì nó sẽ lưu khoảng tầm 5 tiếng thôi, 6 tiếng thôi. Một cái hiệu năng rất là ổn. Vâng. Vừa phải dễ chịu để đi làm văn phòng. Gọi là trung bình nước hoa mùa hè. Nó không phải là kiểu ấn tượng ấy. Vâng. Thì lúc ấy anh có cho thử một cái chai là chai Tapis vô lăng của nhà Lelikai. Lúc ấy cái chai kia. Đây, em lấy. Đấy. Đây, chai này. Tôi có hỏi Hoàng là thôi hôm nào sang đây quay thì anh cho thử con này. Con này thực ra có video làm rồi và con này con khá là flop ở trên kênh tôi. Thế thì bảo sao em không tìm thấy? Tức là tôi là fan đi gặp thần tượng. Chính xác là fan gặp thần tượng anh em ạ. Thì không hiểu sao tôi lại không xem được cái video này. Thì khi mà anh Kiên cho tôi thử thì tôi đúng là tôi wow luôn. Wow, chính xác là wow luôn. Rất bởi vì là nó không phải wow theo dạng nó bùng nổ cái khiếu giác của mình mà nó theo cái dạng là sạch sẽ cơ bản, thế nhưng mà nó lại rất là cuốn hút. Nó cảm giác là mình muốn chỉ là cái mùi đấy nó quanh quẩn cái mũi mình thôi. Đấy, nghĩa là nó kiểu kiểu hợp với cái gu của em hiện đúng tại. Rồi. Chính xác là như vậy. Vâng. Thì như ở đây thì anh cũng muốn truyền tải là chúng ta tìm mùi hương ấy, thế thứ nhất là chúng ta phục vụ cái mũi của chúng ta trước. Vâng. Và làm sao mà nó cũng có lẽ là hợp với phong cách ăn mặc. Không biết là dai đi làm thì ăn mặc như nào. Đấy thì rất là bình thường em mặc cũng như này thôi. Cơ bản. Vâng, cũng cơ bản basic sơ mi. Cũng sơ mi nhưng mà cũng không phải là cái kiểu không phải là kết quá, cấu là, quá là nhiều quá là không khuôn quá khổ, là khuôn khổ, không formal. Không kiểu phép phép tắc quá. Là kiểu là hơi mở một tí. Nên là những cái outfit kiểu này các bạn cũng sẽ thấy là trong cái style của Hàn Quốc mặc rất là nhiều. Vâng. Nó không quá nhiều góc cạnh nếp gấp để tạo ra cái sự nam tính mà nó sẽ over thoải mái hơn. Sẽ thoải mái hơn, phóng khoáng hơn. Thì những cái tông mùi xạ là những cái tông mùi mà xạ này ở đàn hương béo béo hoặc là một chút của iris nó sẽ tạo nên được cái vai đấy, có nghĩa là cả nam lẫn nữ đều mặc được và bạn có thể mặc được rất nhiều gì. Thì đây là một trong những cái con mà lúc ấy tôi giới thiệu cho Hoàng, cái Hoàng bảo thôi để em chụp lại thông tin để em đi tìm.
tranh thủ PR con này, một trong những con rất ngon, các bạn có thể tìm lại video và tôi sẽ để nó hiện đâu đó ở đây. Ừ, chắc chắn là bạn editor nên để cái link này để về xem lại. Không, cái link đấy là anh là người gắn, nên là anh sẽ để đúng cái đoạn này để cho em có thể tự tìm lại cái video ấy. Thì đây là một trong những con mà rất ít người biết. Mà em cũng có thể đấy, lúc em thử đúng không, em thấy nó cũng không giống Lopapi ấy. Nó có thể mang một cái vibe như vậy. Đúng rồi ạ. Thế là nó toát ra được cái phong cách giống như vậy, nhưng mà là cái mùi hương trải nghiệm nó cũng có sự khác biệt. Thì đây là một con mà anh rất recommend. Còn thực ra thì ở trong cái, để đến kia, trong cái mảng nước hoa này thì cũng có khá nhiều lựa chọn, cũng xem như thế này. Có thể đậm hơn, có thể gia giảm thêm một tí. Cũng là một cái món kiểu nấu như vậy, cũng là đậu, nhưng chúng ta có thể gọi là thêm một cho tí nó khác, khác hơn để cho nó phù hợp với người dùng. Thì khá là nhiều. Nếu như mà sau này nếu mà các bạn thích thì tôi cũng có thể làm riêng một cái số lít nước hoa mùi xạ. Cả nam lẫn nữ. Anh chưa làm ạ? Chưa, anh chưa làm. Năm nay anh đang tính là làm lít nước hoa mùi cỏ hương bài vetiver. Vetiver là một trong những nhóm hương đại diện cho nam giới, nhưng mà theo cái hơi hướng kiểu nam tính. Đúng rồi, em thấy là kiểu cái vetiver em gọi là có người một vài mùi thôi, nhưng mà chắc là em chưa đủ già để thẩm chẳng hạn. Mình thì cũng gọi là 30 rồi anh em, nhưng mà cũng vẫn trẻ đúng không? Chưa ngửi được tối nào vẫn like chơi game mà không ăn thua. Đấy, thì đây ở chúng ta sẽ quay trở lại với cái câu hỏi đầu tiên. Vâng. Đó chính là đa dụng. Đa dụng nhưng mà lại không đụng hàng. Vâng. Thì cái vấn đề là không đụng hàng, các bạn phải tự là người xác nhận được xung quanh các bạn có nhiều người xịt nước hoa hay không. Và nếu như nhiều thì các bạn mới cần quan tâm đến những cái lựa chọn nó ngách hơn một tí, đúng không? Vâng. Còn nếu mà xung quanh các bạn chẳng có ai dùng thì mình nói thật là nó như kiểu thằng chột làm vừa xuống mù ấy. Bạn dùng mùi gì bạn cũng sẽ đặc biệt đó. Và cái thứ hai đó chính là cái mùi hương dành cho văn phòng, chúng ta nên lựa chọn theo cái việc là hàng ngày chúng ta mặc cái mùi hương đấy chúng ta không khó chịu thì nó là ok. Vâng. Tự nhiên là em sẽ gạt bỏ, anh đang phân tích cho em là để cho em những cái vế của em nó luôn luôn có hai lựa chọn để cho em chọn. Và cái giá tiền, nhưng mà như cái con kia giá tiền đắt nha, hơn 4 triệu cơ. Uầy, thì dướng hơi hơi căng. 100 mil. Dướng hơi căng. Dướng căng đấy. Thật ra là nếu như mà thật sự là mùi nó làm mình wow thì em nghĩ là thôi dướng một tí cũng được. Không không tháng này, xong tháng sau mình thích thêm mình mua cũng được. Nên là cố gắng làm sao các bạn càng xác định rõ cho bạn cái tâm của cái vòng tròn mà các bạn mong muốn. Thì các bạn sẽ có những cái rõ nét hơn và cái khả năng chi trả các bạn làm sao mà nó cũng phải hợp lý. Tại vì khi mà mình mong muốn có nhiều thì mình cũng phải chi trả nhiều chứ, đúng không? Vì cơ bản ở ngoài kia thì ai cũng có nhu cầu muốn được đẹp, muốn được xịt nước hoa. Nhưng mà nếu mà người ta chỉ bỏ ra khoảng tầm 1 triệu thì bạn chắc chắn là sẽ phải trùng mùi với những người ở ngoài kia. Bạn có khả năng chi trả nhiều hơn thì bạn mới có thể khác biệt được. Đấy, thì em nghĩ là em cũng đã xác định được cái tâm vòng tròn của em rồi. Thì có thể là nó sẽ quanh cái nhóm mùi có xạ hương trong đấy, giống như anh vừa nói. Thì chắc là em sẽ bám theo cái tâm đấy thôi. Thì anh Kiên có lựa chọn nào cho em, hay là cũng như các bạn mà đang quan tâm đến cái nhóm mùi xạ thì anh có thể tư vấn cho em như các bạn. Thì ví dụ nhá, như những cái con vừa rồi là con Tabit Blue Lung là em đã thử rồi đúng không? Vâng. Ở đây anh có một con nữa nhưng mà khổ cái chai vừa cho mượn hôm qua. Thực ra cái con này cũng đã xuất hiện ở trên kênh rồi, mà cũng có một khách mời, bạn là một bạn nữ, là bạn Ngọc. Bạn ấy có xịt một cái mùi của nhà Natsumato. Và con đấy là con Silver Musk. Silver Musk, Musk. Nó là, nó cũng là hơi hướng xạ sạch, nhưng mà nó làm theo hơi hướng hơi lành lạnh, hơi kim loại. Metallic. Thì nó sẽ hợp với nam tính hơn, hợp với các bạn nam nhiều hơn, có nghĩa là nó sẽ toát ra được cái vai nghiêng nam nhiều hơn. Nhưng cái yếu tố ở đây nó là cái Natsumato ấy, thì giá thành nó khá cao, tại vì chai đấy chỉ có 30 mil thôi. Mà cái chai vuông vuông rồi đúng không anh? Chai vuông vuông là gỗ rồi. Đây, nó sẽ giống chai này. Đấy. Cái con này là con Narcotic V. Thì cái chai nó sẽ như thế này. Và nó khá tên là xinh. Silver Musk. Nhưng mà cái dung tích của nó thì khá là ít. Và cái giá thành của nó thì cũng khá cao. Khoảng tầm đâu đó 4 triệu. Wow. 4 triệu cho một cái lựa chọn như thế này. Nhưng mà anh tin chắc rằng là khả năng Hoàng thử con Silver Musk đấy Hoàng cũng sẽ thích. Nhưng mà nếu mà có dịp đi trải nghiệm ở một cái shop nước hoa nào đấy thì có thể hỏi thử Silver Musk. Silver Musk là một cái mùi mà anh đánh giá khá cao dành cho các bạn nam. Chỉ là mà hiệu năng của nó cũng tốt nhá, chứ không phải là hiệu năng của nó tệ. Đó, thì tôi cũng sẽ dẫn cái đường link bạn Ngọc, bạn ấy feedback bạn Ngọc là bạn nữ chơi nước hoa. Nhưng mà bạn ấy cũng xài về đấy thì tôi thấy bạn ấy khá là cá tính. Nhưng mà nếu mà cái mùi hương đấy trên da các bạn nam thì sẽ là một cái lựa chọn khá là khác.
Đấy, còn không thì Le Papier đúng không? Vâng, Le Papier của nhà Diptyque thì feedback rồi. Khách ở đây cũng đã nói là xác nhận là Le Papier khá là ngon. Em còn dùng nhiều hơn người yêu em. Nếu mùi xạ trong nước hoa thì có một cái mùi mà anh rất rất khoái. Nhưng mà anh không biết là liệu đối với những người kiểu mới dùng như Hoàng có thích không? Lấy anh cái chai Mất Địa, Zoologist. Đấy. Mất Địa, à đây. Zoologist. Uầy, chai thiết kế khá ok. Có muốn xịt thử ra giấy không? Vâng, cho em xịt thử ra giấy. Phải xịt mùi ra giấy. Ok, xin phép mọi người nhá. Okay. Thực ra xạ con này nó hơi khó ngửi. Nó cũng là xạ đấy. Để cho em có một cái nhìn là xạ ở trong nước hoa thì nó sẽ có cái hướng làm như thế nào. Con đấy cũng là xạ. Nhưng mà nó sẽ ấm hơn. Nó sẽ, đúng là nó sẽ kiểu nó có cái độ cay cay của gia vị. Thực ra thì cái hơi hướng xạ này thì mặc dù là cũng là xạ đến từ nhân tạo, giống như là những cái chai em để giống như là những cái chai kia thôi, nhưng mà nó sẽ làm theo cái hướng là nó về những cái nét hương xạ của ngày xưa thì xạ hương bây giờ bị cấm. Em thấy cảm giác kiểu là giống, rất giống những cái mùi nước hoa của hay là mỹ phẩm của các mẹ ngày xưa ấy. Giống, rất là giống. Thì cái này nó dành cho người chơi nhiều hơn, nhưng mà đây là một trong những cái mùi xạ mà em có thể dài vào những ngày trời mát rất rất ổn. Đấy, con này thì cũng có làm review rồi, nhưng mà con đấy thì hơi khó ngửi. Về cơ bản thì bảo là dành cho các bạn đang thích những cái mùi như là Le Papier nhảy sang con xạ này, các bạn thì sẽ hơi ngợp, sẽ hơi bị ngợp kiểu. Nếu như mà anh không nói đây là xạ thì chắc là em đúng rồi chứ. Em sẽ nghĩ đây là vetiver, không biết thì cho là có vetiver không. Đấy, thì đây cũng là một trong những con xạ nhá. Để cho em hiểu là xạ trong nước hoa nó có khá nhiều khía cạnh. Nhưng mà phổ thông ở trên thị trường sẽ là cái vai mùi xạ như em gặp ở những cái chai lúc đầu anh nói. Nhưng mà cho em hỏi kia một chút nhá, cái câu hỏi này thì em nghĩ là sẽ nhiều người cũng có thể quan tâm hoặc là không, nhưng mà ví dụ như là khi mình gọi là đi thử mùi như này này, thì cái việc mà mình ngửi quá nhiều mùi trong một lần, ví dụ như mình đi các store ấy, thì cái việc mà ngửi khoảng 5-6 mùi một lần ấy, nó có ảnh hưởng gì đến cái việc nhận ra được cái tính chính xác của cái mùi hương không? Lời khuyên đi thử nha, nó hợp lý đúng không? Kiểu vậy thôi. Đây là một trong những cái câu hỏi mà trước đây anh gặp nhiều, nhưng mà dần dần trong thời gian gần đây người xem kênh anh không hỏi nữa. Chắc là các bạn cũng biết rồi. Chắc là các bạn cũng biết rồi. Vì người xem kênh anh thường là những người dùng nước hoa khá lâu. Về cơ bản thì khuyến khích đó là khi các bạn đi thử mùi hương nào đấy, các bạn có ý định mua thì các bạn phải xác định ngay tâm lý từ ngày đầu. Nghĩa là trước khi các bạn đến đấy từ nhà là các bạn đến shop đấy là các bạn sẽ định thử những mùi gì. Ví dụ như kiểu Hoàng đang tìm một cái mùi xạ thì em đang list ở trong đầu tầm 3 mùi. Thì đến đấy em sẽ chỉ focus tập trung vào thử 3 mùi đấy và thử thật là kỹ. Khuyến khích là em thử trên giấy, sau đó nếu mà được thì em có bảo là xịt lên da để em cảm nhận được tốt nhất. Thì ở trong khoảng tầm 3 mùi đấy, với những người mới thử nước hoa anh khuyến khích là thử khoảng tầm 3 đến 5 mùi. Em có thể, thường là các shop sẽ tư vấn cho em thêm những cái option ở thấp hơn hoặc cao hơn. Đấy, thì em sẽ thử thêm 2 mùi mà shop recommend nữa. Và một cái mà tôi rất muốn mọi người hiểu rằng là các bạn đi thử ấy, các bạn không phải nặng nề vấn đề các bạn phải mua ngay. Em hay bị cái tâm lý đấy. Có nghĩa là trong cái thuật bán hàng người ta luôn luôn cho các bạn thử, người ta tiếp đón các bạn service rất là tốt để cho khi mà các bạn không mua các bạn cũng cảm thấy áy náy. Em hay bị một cái bệnh là bây giờ đi ra nói như nào ta, bây giờ mình đi ra bây giờ làm gì cho đỡ quê nghỉ đấy. Em hay xem bị tâm lý như vậy. Thì cái này anh cũng nói, anh cũng nói với các bạn trên kênh là các bạn hãy cứ mạnh dạn các bạn thử, xong rồi các bạn thử xong các bạn hãy bảo với các bạn nhân viên hoặc là bảo chủ cửa hàng em đang quan tâm với mùi này thì em thử rồi, em cảm ơn anh, có gì nếu như em lựa chọn thì em có thể em sẽ quay lại sau. Nhưng mà nhớ nha các ông nhá, các ông quay lại đấy nhá nếu mà các ông có ý định mua. Tại vì dù sao người ta đã service cho các bạn rất là tốt rồi, nếu như các bạn mua các bạn hãy quay lại đấy. Sợ nhất là nhiều ông đi thử các shop chán chê, thử tẹt ga, người ta làm rất ok, xong rồi các bạn đi các bạn mua ở một cái chỗ khác rẻ hơn, xong rồi các bạn không chắc chắn về nguồn hàng, các bạn lại quay về đấy nhờ người ta check. Thì thề luôn, đấy không khác gì bắn vào chân. Nó hơi gọi là không ok lắm về cái mặt gọi là không nice đúng không? Đấy, với cá nhân mình thì đi thử nước hoa các bạn cứ xác định cho mình 2 đến 3 mùi trong đầu và các bạn có thể thử thêm 2 option nữa. Đó thì lại thêm một cái vấn đề nữa, nó liên quan đến việc đi thử mùi ở các store. Em xin thì là có một cái vấn đề mà các seller, các bạn bán hàng ở các store hay gọi là
tip trích cho khách hàng, đấy là nếu anh chị muốn ngửi nhiều mùi thì sau khi bị lờn mùi vì quá nhiều rồi, anh chị hãy ra hít cà phê. Thì em thấy chắc là em phải đi đến 5 store rồi, họ đều có cái hũ cà phê không thủy tinh bằng gỗ. Hiểu. Xong rồi cứ mở ra hít, xong rồi các bạn bảo như thế là để rửa mũi. Thì em không biết là cái đấy có thật sự là đúng không anh kia? Cái này ngày xưa anh cũng hiểu sai, tại vì anh cũng được người bán, người ta bảo là em ngửi cà phê đi. Vâng. Để cho nó lại khá là một cái nút reset ở trên máy tính. Đúng rồi. Nhưng mà thực chất thì không phải là như vậy. Chúng ta thì cứ hiểu rằng là đó là phân tử nước hoa thì nó sẽ có nặng, có nhẹ. Đấy, thì nó đồng nghĩa với việc là sẽ có những cái nhóm mùi như cam chanh, hoa. Vâng. Thì cái tốc độ bay hơi của nó tốt hơn. Còn về những cái máu mùi gỗ, vetiver, thuốc lá thì nó độ nặng phân tử đúng như là nó bám ở trên da tốt hơn. Vâng. Thì khi các bạn ngửi ở mũi nó sẽ vào những cái nang mũi và nó sẽ dính ở đấy. Thì khi mà nó cũng giống như kiểu mà em đi uống rượu ấy. Những cái anh cũng có một cái số talk show với một khách mời về rượu. Thì người ta có một cái câu nói mà anh thấy nó liên kết rất hay sang cái mảng nước hoa, đó là khi người ta thử rượu, người ta thử nhẹ đến nặng. Đó, tại sao lại thử để nhẹ đến nặng? Tại vì lưỡi chúng ta nó khá là mỏng manh, nó là một trong những cái vị giác nó cực kỳ nhạy bén. Và lưỡi chúng ta thì khi mà tiếp xúc với những chất có cồn, vâng, thì chúng ta nếu mà với những người mới chưa quen mà vào uống nặng ngay thì chúng ta sẽ tê lưỡi và chúng ta mất đi cảm giác để cảm nhận được tất cả cái vị của cái món rượu đấy. Vâng. Thế nên là thử dần dần để lưỡi là có sự quen thuộc. Đó, nó giống như kiểu là các bạn tự nhiên các bạn chơi một cái game mà các bạn vào các bạn chơi cái phần hát luôn. Trời, các bạn đánh không nổi luôn. Thành trò. Nhưng mà các ông phải chơi easy trước, các ông phải biết những cái tip trick nhỏ trong game, biết đường đúng không? Vâng. Xong rồi các ông lên normal thì các ông bắt đầu mới chơi được. Vâng. Ok, xong rồi các ông đáng để chơi lên phần cao. Các ông nhảy vào các ông chơi hát luôn là các ông không thể nào các ông chơi được. Thì cái gì vâng nó cũng dần dần. Thì cái việc mà cái mùi của cà phê ấy, nếu mà ở xếp trên thang thì nó cũng là cầm trung bình cho đến những cái mùi nặng. Vâng. Thì khi mà em, nó sẽ chỉ có giá trị ở trên cái việc là các em ngửi mùi cam chanh quá nhiều. Và em ngửi cà phê thì đột nhiên mũi em nó tiếp xúc với một cái vai mùi nặng hơn. Thì em có thể ngửi mùi cà phê, sau đó thì em sẽ ngửi lên những cái mùi nặng hơn nữa. Còn nếu mà em đang ngửi cà phê rồi, em ngửi cam chanh, xong ngửi cà phê, xong em lại ngửi cam chanh, thì gần như là nó không còn chính xác nữa. Và có một cái nhá, mình nói với mọi người đó là ở trong rượu vang ấy, người ta khuyến khích là thử rượu buổi trưa. Thì ở nước hoa, khuyến khích các bạn thử nước hoa buổi sáng. Khi mà mũi chúng ta sạch nhất, đầu óc chúng ta thoải mái nhất. Em đã bao giờ xịt một mùi hương mà mọi rõ ràng mọi khi em xịt rất thích, nhưng mà đến một ngày em xịt em không còn thích đâu. Có. Đột nhiên một ngày đó. Có. Em thấy nó tiên nồng cồn. Đúng rồi, có anh ạ. Đấy, đó. Nó đúng là vào buổi sáng luôn. Nó là tâm trạng. Vâng. Có thể là ngày hôm đấy chúng ta dậy muộn hay chúng ta bị rơi chìa khóa hay là kiểu mất tiền. Cái tâm trạng nó ảnh hưởng rất lớn đến con người, đến cái việc cảm nhận mùi hương. Các perfumer, những người làm mùi gần như là buổi sáng là thời gian người ta test lại những cái mùi hương cũ, cho ra những sáng tạo mới, xong rồi đến buổi chiều thì người ta mới chỉnh điều chỉnh lại công thức. Thì một cái test mùi hương đó là các bạn hãy thử buổi sáng khi mũi các bạn sạch nhất, nó như kiểu đi mua giày. Vâng. Người ta khuyến khích đi mua giày buổi tối, tại vì buổi sáng khi mà cơ thể chúng ta vừa mới ngủ dậy thì cái lực nó dồn cái bàn chân nó ít. Khi mà em đi cả ngày thì lực dồn cái bàn chân của em nó nhiều, thì em đi mua giày nó mới chuẩn, đúng không? Vâng, vâng. Đó là cái câu mà giày thừa dép thiếu là vì thế. Mua buổi tối thì buổi sáng em đi nó có thể thoải mái hơn. Đấy. Tip trích nha. Rất nhiều nó tip trích anh em ạ. Ở trong rất nhiều mảng luôn. Rất nhiều tip trích. Uầy, này nói chung là được. Kiến thức rất nhiều. Ừ, đấy. Uầy, thì là cái mùi này anh Kiên vừa đưa cho em ngửi thì em lại cũng thấy khá thích nha. Tức là cái Silver Mud thì có nghĩa là em sẽ cần phải có thời gian thêm để trải nghiệm, nhưng mà cái vừa rồi anh xịt cho em là em ưng luôn này. Đây là của Born to Stand Out. Hình như chai này cũng đang hot đúng không anh? Dirty Rye. Đúng rồi, trong những cái mùi khá hot. Đấy thì thật ra là mùi này thì em thấy nó sẽ hơi thiên cho người yêu em hơn. Tức là đúng cũng là xạ nhưng mà nó sẽ lại thiên cho người yêu em hơn. Cái này thì nó đàn hương với lại xạ. Vâng. Người ngậy một tí. Bột gỗ nữa. Nhà này thì anh cũng có làm video rồi. Nhưng con này cũng, đấy, nó cũng một cái yếu điểm của những mùi xạ hương là thường là nó cũng không tỏa tốt. Đúng rồi. Nó sẽ nhẹ nhàng ở trên da nhưng mà đúng gu của em. Vâng, cái này thì nó là hợp đúng gu của em luôn này. Dirty Rye. Thì right, em sẽ tư vấn cái này cho bạn người yêu em. Nếu thích Eau Papier khả năng cũng thích con này. Rồi, okay. Bây giờ anh sẽ cho thử nốt mùi này nhá. Ok anh. Mùi này thì anh cũng mới nhận được. Con này là con bo của nhà Lít. Cũng là một cái bay mùi gỗ, nhưng anh nghĩ là nó sẽ nam tính hơn so với cái mùi Dirty Rye. Mùi này thì đang nữ và cũng ok nhá, em sẽ recommend này cho người yêu. Wow.
có một chữ wow rồi. Ừ. Con này thì chắc chắn là sẽ wow hơn wow. So với những con mùi xạ lúc em ngửi. Nó sẽ khác, gọi là nếu tức là em không phải là một người biết bóc tách mùi lắm. Ừ. Tức là người mới thì chắc là những cái đấy cũng bình thường thôi, nhưng mà mùi này thì em ngửi luôn ra gỗ này. Bột gỗ. Bột gỗ, đúng rồi, nó sẽ kiểu bột gỗ được nghiền nghiền ra, mùi gỗ. Đó, và nó khá là nam tính nhá. Thì cái này thì em nghĩ là tầm tuổi em đổ về 25 lên nữa là ok. Ừ. Khá là ngon. Thế còn những câu hỏi nào về nước hoa nữa không? Rồi, cái này thì em nghĩ là cũng nhiều người hỏi, khéo là cả nam cả nữ hỏi luôn này. Thì anh chửi em nhá. Rồi, là xịt nước hoa như nào cho đúng. Cái này thực ra nói có video rồi, có video cũng rất lâu rồi, có nghĩa là thực ra những cái câu hỏi nào ấy mà anh hay gặp được ấy, thì anh luôn luôn có thói quen là anh làm video. Anh bảo xong rồi anh lười, anh bảo các bạn tìm trên kênh. Nhưng mà thực ra thì cái vấn đề xịt nước hoa nó hoàn toàn phụ thuộc vào các bạn rất là nhiều. Nó cũng giống như việc các bạn chọn nước hoa là phụ thuộc vào mục đích và nhu cầu của các bạn. Ví dụ nhá, anh chỉ nói đơn giản đó là cơ thể chúng ta thì chúng ta có đằng trước mặt và chúng ta đã có đằng sau lưng. Chúng ta có cánh tay, chúng ta có những cái phần gần người hơn là phần ngực. Thì mỗi một nơi khi các bạn xịt nó sẽ có những cái giá trị truyền tải mùi hương khác nhau. Ví dụ nhá, anh chỉ nói đơn giản là chúng ta xịt thẳng sau gáy thì những người đi sau chúng ta sẽ ngửi thấy. Cái mùi hương có xu hướng là sẽ đọng lại trong không khí. Thì những người xung quanh chúng ta sẽ sẵn đi đằng sau chúng ta ngửi thấy. Nhưng mà về cá nhân em sẽ phải chấp nhận với việc là em sẽ không ngửi thấy. Và em không biết là mùi hương này có còn hay không. Chỉ có những người đấy mới đánh giá được rồi. Người đi sau em hay những đứa mà hay chửi đằng sau lưng mình. Thì mình để lại cho nó cái mùi hương, cho nó ngửi. Còn đối với việc là nếu mà em muốn mùi hương của em nó truyền tải đi được xa, em tỏa tốt ấy, thì em thử nghĩ xem trên người em chỗ nào sẽ là cái chỗ mà nó xa được cơ thể nhất. Em nghĩ là em thì em hay có thói quen xịt vào đây. Đấy, gọi là những cái chỗ mà kiểu là nhiều người thì hay có xịt vào đây. Nhưng mà em nghĩ là em là người dùng máy tính nhiều thì lúc mà mình di chuột chẳng hạn, nó di nó sẽ ảnh hưởng. Đúng rồi, nó sẽ bị bay mất cái mùi đấy. Thì em nghĩ là những cái chỗ nào mà kiểu là nó ít khả năng bay nhất thì em nghĩ là ở đây. Đúng rồi, thì thực ra tay là một trong những cái phần ở trên cơ thể là có khả năng vươn dài nhất. Vâng, tỏa. Thì nếu như các bạn muốn truyền tải mùi hương của mình đến với những người xung quanh một cách xa nhất thì tay là một nơi. Vâng. Tay thì em hoàn toàn có thể xịt lên phần khỉu tay trong. Khỉu tay trong đúng không? Em hay xịt phần khỉu tay trong là một nơi chắc là có thể nói là trên tay nó là một cái nơi bám và làm bảo vệ mùi hương tốt nhất. Đúng rồi. Thì với những người ngồi máy tính nhiều làm văn phòng thì các bạn, nếu mà các bạn có thói quen xịt vào đây ấy, thì cái việc mà ma sát ấy, đúng rồi, nó sẽ làm cho nhiệt độ tăng cao và làm cho cái mùi hương bay mùi nhanh hơn. Bay mùi nhanh hơn thì nó cũng đồng nghĩa với việc là nó sẽ tỏa tốt hơn. Đó, nhiệt độ nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề lưu hương và tỏa hương. Thì xịt vào đây sẽ là một trong những cái nơi mà các bạn ảnh hưởng, nhưng mà nó cũng sẽ truyền tải mùi hương đi được xa hơn. Vâng. Đó, còn với những nơi mà bạn nào cũng muốn ngửi thấy mùi hương của mình rõ, các bạn có thể xịt vào ngực, cổ. Đó, còn nếu mà ông nào muốn mùi hương nồng nặc ở trên, các ông xịt vào mũi. Các ông dí, nó có cái vòi, các ông xịt hàng khắp đây như kiểu xịt mũi ấy. Thì các bạn ngửi thấy mùi hương rồi ấy. Còn đối với những cái mùi mà quá dày thì có một cái tip rất là hay. Dày mà tỏa tốt, em có thể xịt ở những cái vị trí thấp nhất. Đó là mắt cá chân. À. Mắt cá chân, đầu gối. Thì nước hoa có xu hướng tỏa lên trên, bay lên trên. Và cái việc khi mà em di chuyển thì mùi hương nó cũng sẽ đưa lên trên. Bớt nhẹ hơn, nó sẽ nhẹ hơn. Nó sẽ không giống với ngực, là nếu mà nó cứ hừng như kiểu em đang đứng trước một cái quạt bún chả ấy, em cứ dí mũi vào. Thì thay vì thế em xịt ở dưới sẽ là tốt nhất. Tiếp chích. À, ok. Thế thì đây có lẽ là một trong những cái mùi mà em cảm thấy là ưng nhất từ nãy đến giờ. Thì anh Kiên có thể cho em với mọi người biết đấy là chai gì được không? Chai này đây. Đây. Đây là chai list của Bu à? List của nhà Bu đây mọi người. Bu của nhà List. Bu của nhà List, không phải List của nhà Bu. Đây. Ok. Đó. Editor sẽ để ở phía dưới. Ok. Đấy thì mùi này em đang cảm thấy là nó đang khá hợp với em. Tức là cái phần xạ thì em đang chưa bóc tách ra được là nó là xạ như thế nào. Thế nhưng mà cái kiểu gỗ, bột gỗ, em đang rất thích cái kiểu bột gỗ này. Thì đây sẽ là một trong những cái kiểu mùi mà em sẽ cân nhắc trong thời gian tới. Hiện tại thì máy kia tôi hết pin rồi. Nên là hai anh em tôi dồn chung vào một cái cam để tổng kết cho các bạn. Và vừa rồi thì đấy là những cái lựa chọn mà anh nghĩ rằng là theo cái hơi hướng là kiểu gỗ xạ sạch sẽ. Vâng. Để cho em có thể lựa chọn.
những cái tên thì tôi cũng sẽ bảo editor để hết ở phía dưới để cho các bạn có thể tìm đúng không? Thích con bo này? Em thích rồi. Con bo này cũng đắt đấy. Lại đắt à? Thế lại phải dướn à? Cũng 4 triệu mấy đấy. Thì nó cũng không rẻ. Anh cũng mới nhận nhà này thôi. Đợt tới anh cũng sẽ thơm ạ. Ngon. Làm review về nhà này. Ngon. Thì hy vọng là với những cái video này thì sẽ giải đáp được cho Hoàng. Vâng. Và đưa giúp cho Hoàng có những cái lựa chọn nó chính xác hơn. Và kể cả sau này nếu như mà không hỏi về nước hoa nữa, không hỏi anh mà đi tư vấn đấy, hoặc là đi xin tư vấn từ một cửa hàng nước hoa thì mình cũng sẽ biết cách để làm sao hỏi cho nó đúng hơn, đúng không? Và kể cả là những người mới xem kênh của tôi thì đây, tôi nghĩ đây là một cái video dành cho newbie cực kỳ tốt. Không biết là Hoàng có ý kiến gì không? Em cũng hy vọng đây sẽ là một cái video mà có thể viral trên kênh anh Kiên, tôi hy vọng là vậy. Bởi vì đây sẽ là một cái gọi là gần như là một cái tôi sẽ đại diện cho tất cả những anh em mà newbie sử dụng nước hoa. Bởi vì tôi cũng đang là một người như thế. Thì tôi cũng hy vọng đây cũng sẽ là những cái kiến thức được truyền tải từ anh Kiên mà nó tốt nhất dành cho tất cả mọi người, trong đó có những người newbie như tôi. Và không chỉ có những tip trick nhỏ lẻ với nước hoa đâu, còn rất nhiều những kiến thức khác liên quan đến có thể là đời sống. Đấy, rất là ok trong cái số này. Và nếu như anh em mà không xem thì thật sự là rất là đáng tiếc. Ok, rất là cảm ơn lời quảng cáo không hề sự chân của Hoàng. Còn bây giờ thì anh em tôi xin phép được kết thúc video tại đây. Điều xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.